Phong Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2018. Thư ngỏ. Kính gửi những người con của làng Phong Xá xa quê. Kính thưa những người con của quê hương làng Phong Xá đang sinh sống, công tác, lao động, học tập trên mọi miền của đất nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban khánh tiết đình làng Phong Xá, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cùng bà con quê hương xin gửi tới những người con xa quê lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc, thành đạt và đoàn kết. Thưa quý vị, chúng ta đều biết miếu làng từ xa xưa đã là nơi rất tôn nghiêm thờ ba vị thành hoàng. Khi sinh thời đã có công giúp dân Mai Xá Trang, tức làng Phong Xá ngày nay của chúng ta, mở mang thêm điền địa. Khi hóa thần, các ngài sức linh ứng đã âm phù cho dân làng Mai Xá được phú túc an khang, làm ăn thăng tiến, cầu được như sở nguyện. Vào cuối thế kỷ thứ 13, năm 1288, một lần nữa quân Nguyên lần thứ 3 lại xâm chiếm nước ta. Đất nước lâm vào cảnh điêu tàn, nhân dân ta vô cùng cực khổ. Các ngài lại có công lớn phủ trần dẹp giặc, hộ quốc tí dân. Tưởng nhớ đến công lao to lớn của các vị đã vì dân vì nước, dân dân Mai Xá Trang xưa, dân làng Phong Xá ngày nay luôn hương khói phụng thờ, và cứ đến dịp rằm tháng 2 hàng năm lại mở hội tế lễ linh đình. Thưa quý bà con cùng các bác, các anh chị, những năm gần đây, bằng sự phát tâm công đức của dân làng, quý khách thập phương, đặc biệt của những người con xa quê, chúng ta cũng đã quan tâm tu tạo sửa chữa một số hạng mục trong quần thể đã và đang xuống cấp nghiêm trọng do sự phong hóa của thời gian. Tuy nhiên, còn khá nhiều những hạng mục cần được tu tạo hoặc xây dựng mới, phần vì đã không thể tồn tại thêm. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa tâm linh ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thờ tự và hoạt động văn hóa tâm linh thực sự đòi hỏi một sự phát triển mới. Thể theo nguyện vọng của dân làng, năm Mậu Tuất 2018, những phần việc cần phải làm và hoàn thành là: tại miếu trung tâm, xây mới cổng tam quan, kinh phí dự kiến 500 đến 600 triệu đồng. Lát 600 mét vuông sân bằng đá graphite Thanh Hóa dự kiến khoảng 250 đến 300 triệu đồng. Xây tam cấp, lát đá một mặt bờ hồ phía trong, xây tường hoa hai bên cổng. Tại chùa, xây cổng mới, lát gạch đỏ phần còn lại trước kia chưa lát. Tại đỉnh bến, lập lại mái bằng ngói hạ long loại đẹp, tân trang mặt tiền, sơn lại tường, xây tường hoa toàn bộ khu đỉnh. Tổng dự chi toàn bộ quần thể khu di tích khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Đây là lần trùng tu với kinh phí lớn nhất từ trước đến nay. Công trình hoàn thành sẽ làm nức lòng người dân Phong Xá, và chắc chắn mỗi khi người con quê hương về với cội nguồn sẽ ấm lòng thấy quê nhà đổi mới, sẽ yên tâm làm ăn công tác học tập ở nơi xa, thấy nơi thờ tự các bậc tiền nhân ở quê mình được khang trang và tôn nghiêm hơn trước. Thưa quý bà con, các bác, các anh chị, tâm nguyện, kế hoạch trùng tu là thế. Tuy vậy, chúng tôi ban khánh tiết đình làng cùng các bô lão và dân làng không khỏi đêm ngày chăn trở để sao cho các công trình được hoàn thành tốt đẹp nhất trong sự mong chờ của toàn dân. Kính mong quý vị một lần nữa hãy hướng về cội nguồn, phát tâm chung tay cùng dân làng. Tâm nguyện của mỗi người Phong Xá nói chung ắt sẽ thành quả lớn lao. Bằng cả tấm lòng của một người con quê hương, tôi xin thay mặt dân làng luôn trân trọng và thành kính đón nhận những tinh hoa trí tuệ, sự phát tâm chung tay của quý vị.
xin cầu chúc cho những người con của làng được sức khỏe dồi dào, làm ăn thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Thay mặt ban kính tiết trưởng ban Nguyễn Văn Điều.